Hello, xin chào cô chú chị đã chân đường Bến Tre. Hôm nay đến hàng ngày này ghi hình ở quận Ba Tri ha, Bến Tre ghi hình ở này cặp được con được ba bê được kem lứa bò ha, con 7 tháng con 6 tháng bò. Giờ mời cô chú chị xem nội dung, thế cả nghĩ mua thì liên hệ cho em ha. Đó, chúng ta hình cặp bò nè, thì con bò này chiều cao ba bê đo mà 1m15, con kia mới 1m1 ha, được kem được ba bê, hai con pin lực nè. Đó, theo quan sát là chân cẳng là hoàn thiện, không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc gì hết nha chú anh chị. Con được ba bê hệ đầu hay lú sần ha. À, đó, rừng da nở nang chú anh chị. Rồi, lưng dây nở nha, chân cẳng nè, dần chân móng của nó nè chú anh chị, thấy không? Đây, dạo đúng yếm nè, đó dạo dần dậu của nó là chú anh chị, chân sau nè, nó cặp mình là hát thăng đít nè chú anh chị. Này, đít nè, thấy không? Đít bò nè, đó. Dương dài của nó là cái gì? Nhìn đít nha ha. Dương dài nở ha chú anh chị. Lưng dài nở cái nè. Đó. Tới con được kem. Hai con là cầm đứng thẳng hết trơn nè, thấy không? Móng tròn chân cẳng cầm đứng thẳng được kem như vậy ha. Em quan sát là không có bú ép xe xuống lúng xuống lụt gì hết. Đó, được kem đít nè. Lưng dây được kem chú anh chị, được kem thì đầu trụi ha, đây kem kem móc nè, lưng dây nó là sao chú anh chị. Rồi, đầu trụ lũ luôn nè, chân cẳng móng nè, khung xương to đó. Con nhưng mà được kem cam đo 1m1, con được ba bên đây 1m15 ha. Đây. Đó. Thì hai con bò này anh chủ nhà anh bán giá là 34 triệu. Đó, ăn cặp được 34 triệu nha. Cô chú chị ở gần xa ưng ý mua thì liên hệ cho em. Em quay tầm xa nè. Nhìn chân dậu móng yến nè. Quay đầy đủ cận cảnh chi tiết luôn. À, lưng da có đó là cô chú chị ha. Đây. Đó, hai con. Nha. Đây. Hai con ha. Giá tiền là cực kỳ mềm, có hai con này có 3 4 triệu hả chú anh chị. Đó, ăn uống thì con được bao ăn uống luôn. Bệnh quản để em bao hết nè, không có bị bệnh cái tật lọp xe trúng đúng xuống luộc gì hết ha. Đây, hai con được ăn ăn rất là tạp ăn. Đây, được cái bê như vậy là cái biến dị. Rất là dễ hay thả đòn hai con hết biết ha. Hai con. Đây, dài đoạn nha. Đó, khung xương rồi sóc rồi khỏi phải chơi chỗ nào hết. Đó, hình cặp này anh chú nhà anh bán giá là 34 triệu, con cao 1m15 mà 3B nè. Lứa bò ha. 6 tháng tuổi. Ăn uống rồi khỏi phải nói tới luôn. Đó. Hai con này vỏ béo thì cô chú anh chị mua vỏ béo sau này lên thịt dữ dằn luôn chú anh chị. Nhận thịt nữa nè. Hay mà ghiền ha. Rồi. Giờ hình ảnh em có quay kỹ càng hết trơn rồi chú anh chị. Cô chú chị nào ưng ý mua thì liên hệ nha. Trong lưng nè, đít nè ha. Đó. Rồi. Đó. Giá tiền hai con là 34 triệu. Quay tầm xa cho cô chú chị thấy kỹ rằng ha. Đây. Đầu gỗ xé lưng này ha.
Rồi. Rồi, giờ hình ảnh gửi rồi, mong cô chú chị ưng ý á, mua thì liên hệ cho mình em ha. Hàng được. Gỗ béo. Không có ốp xe súng lúng xuống đục gì hết. Này. Trước mặt chúng ta hình ảnh là hai bò chữa ha. Hai con này chữa 4 tháng hết anh chú anh chị. Đó. Thì con bên đây thì chữa tơ nè, chiều cao em đo là 1m3, con kia em đo là 1m33 ha. Đó ngay không sao hết, bò hết. Thì đó, thì bên em bán là bao chữa ha. Hiện bò có lẻ lồi cũng bao lồi lũ là 3 tháng luôn ha. Hai con bò này chữa là 4 tháng hết ha, bao về trong vòng 3 ngày thì cô chú chị mới thăm khám lại cho em. Nếu mà không chữa hay gì bên em thu hồi bò về hoàn toàn đầy đủ cho cô chú anh chị em luôn ha. Đó. Hai con một cái bù xin. Đúng nha, những vậy cũng nè. Đây. Thấy không? Con này chịu cam đó, mét 33 đang âm chữa lối thứ 3 ha. Là chữa 4 tháng luôn. Chân cẳng nè. Chân tướng nè cô chú anh chị. Đây, dần lúng lúng chuyền nha. Đó. Lúng của nó nè, thấy không? Xương sóc rồi khỏi chê luôn nè. Chân sau. Đây, chân cẳng đứng thẳng băng nha. Đó, và quay tầm xa cho cô chú chị thấy rõ nè. Đó. Hai con bô xin nha. Xé lưng nghiêm chỉnh. Đây. Xé lưng nó xong lưng nè cô chú chị. Xé mặt nghiêm chỉnh luôn ha. Đây. Xé mặt xé lưng là nghiêm chỉnh hết. Lông da nhuyễn nhừ nha chú chị. Đây. Em báo giá luôn, con bên này thì đang chữa lứa thứ 3. Giá là 27 triệu ha, bao chữa bao lồi lú là 3 tháng. Chữa hay gì trong vòng 3 ngày cô chú chị mới thăm khám lại cho em ha. Con bên này là con này là chữa tơ được chú chị, chữa cũng 4 tháng luôn. Thì đối với em bò chữa tơ thì em chỉ bao chữa thôi nha. Đó, chữa thì em bao cũng trong vòng 3 ngày về. Cô chú anh chị lúc thú y lại khám thăm thai lại cho em ha. Nếu mà không chữa thì báo em thu hồi bò về luôn. Đó, thì trước khi em bán là em cũng qua khám lồi qua hết rồi của chú anh chị. Ha, bò là không có bị bệnh hoạn gì hết. Chân cẳng là không có ổ xe xuống lúng xuống luộc hết nha. Xé mặt này của chú anh chị. Đây. Xé mặt xé lưng này nghiêm chỉnh, con này gu quặt luôn nè, thấy không? Xong lưng của nó nè. Đây. Xe lưng ha. Nhắc lại con chữa tơ cũng chữa 4 tháng, chiều cam đo 1m3. Con kia em chiều cam đo 1m33 thì con chữa tơ này thì anh chú nhận bán giá là 29 triệu. Đây. 29 triệu nha. Đó. Chân cẳng nè. Đít nhằn đít thắt thăng nè. Xong lưng đít này cũng giống vậy. Thấy không? Cặp mình là đặt bò ha. Hết cái đít đó không? Như đít bê bê nó rung trùng luôn này cũng giống vậy. Đầy bò pin ha. Bò pin lực ú ha. Đây. Chữa tơ thì cô chú chị đã nhìn được bò vú biết chữa tơ rồi. Cẳng nè, thấy không? Đúng đúng chuyền luôn. Đây, vú là vú chữ tờ ha. Đó. Rồi, hãy quay tầm xa lấy nguyên hình cho cô chú anh chị mình thấy kỹ nè. Đây. Trong lưng của nó là chú anh chị. Đó. Con đây chân này kiền khú ha, mà bò đây thì bộ khú. Đó, chân sau nè. Vú nè, thấy không? Đó, con chữa lứa thứ 3 con này thì giá tiền là 27 triệu, con kia chữa tơ là 29 triệu. Nha. Cô chú anh chị nào nhỏ ý mua hai bò dòng giống nền thì liên hệ cho bên em. Đó. Hai bò bu xin thì mấy loại bò bu xin này làm giống nền là rất tốt bò.
Dạ, mình gieo tinh gì cũng được ha. Một bô xin là đít dài rừng đít đầy đặn của chúng việt bạn sô bạn có cha mẹ đọc ha. Hình ảnh là hai con này có giống chị đó, hai con bò là rất là đẹp bò ha, đít dai đít là nở nang là gu hoặc luôn của chúng chị đó, hai đít nè thác thằng hồ. Giờ em quay là hai con này là nó báo là em quay chi tiết hết ha, không có lem bớt điểm mi sái tráng nha, lem bớt điểm mi chút nào hết nha, sái tráng sái lưng là nghiêm chỉnh hết chú chị này, xong lưng hai con này thấy không rất là ú mềm đó, chân cẳng rồi nè, đẹp bò của chú chị đó. Rồi đây, rồi giờ hình ảnh em gửi rồi hết rồi, mong cô chú chị mình xem ha, ưng ý được mua thì liên hệ, giá cả nó báo rồi hết rồi nha. Đó, thì anh cô chú chị mình thấy gần xa ưng ý mua hai con bò là chữa này về làm giống nền thì liên hệ cho bên em. Đây. Hai con quay tầm xa vậy nè cho cô chú thấy rõ ha.